Mặc dù ôm thiếp, nhưng miệng chàng lại gọi tên của một cô nương khác. Cô ấy giờ đã là mỹ nhân trong cung rồi, chàng quên cô ấy đi. Thiếp không cần biết chàng thành thân với thiếp là vì mục đích gì, nhưng chúng ta phu thê thì nên sống cuộc sống của một đôi phu thê bình thường. Trời ơi, ta đã làm gì vậy? Thiếp yêu chàng, thiếp hy vọng chàng cũng yêu thiếp giống vậy. Thiếp biết chàng giận Vương huynh thiếp, nhưng ấy là kẻ thù không đội trời chung của Lý gia chàng. Dù gì cũng là Vương huynh của thiếp, đã gả vào nhà họ Lý của chàng thì là người của Lý gia chàng. Ta muốn biết nhất cử nhất động của Ô Tư Đồ, kể cả một ngày ông ta uống bao nhiêu ly rượu, đi nhà xí hết bao nhiêu thời gian, đều nhớ kỹ cho ta. Dạ. Lui ra đi. Thái tử, người liệu sự như thần, biết được Ô Tư Đồ nhất định sẽ tìm người đòi mỹ nữ. Hai hôm nay tôi đã đưa bọn họ đến hết rồi. Lão nhạc phụ à, lòng dạ gian trá, dễ đoán thôi. Dạ phải. Thái tử, phu quân, uống chút canh đi. Chậm thôi, nóng. Phu quân, chàng làm sao vậy phu quân? Nàng cho ta uống thứ gì vậy? Trùng thảo mà thiếp mới mua về, trước đây chàng từng uống rồi, đơn do Ngô y sư kê. Lúc chàng vừa uống xong đã nói cảm giác rất tốt mà. Đúng là tốt. Trước đây thì giác không giống như trúng độc, nhưng hôm nay uống thuốc này vào, đầu ta càng đau nhiều hơn. Đau đầu á? Không sao rồi. Không sao đâu. Có lẽ gần đây quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe thôi. Nàng ra ngoài đi. Thái tử, bên phía Tây Môn Ân, người nên đích thân đi. Ta biết rồi, chuyện gì cũng bảo ta tự đi. Ngươi không để ta bớt lo sao? Thái tử, vậy không còn chuyện gì, tôi xin cáo lui. Dạ. Thái tử, với quan hệ hiện giờ của hai chúng ta, tôi thấy hay là thôi đi. Nếu ngày nào mà bị thái tử bắt vì tội mưu phản, thì tôi chết không có đất chôn thây rồi. Tây Môn tướng quân quá lời rồi. Hành cung Hắc Sơn Hà bị đột kích là do cấm vệ quân phòng bị lơ là gây ra. Phụ vương bảo ta chỉnh đốn. Ta trọng người hiền, tránh kẻ thù. Dĩ nhiên rồi, giữa hai chúng ta cũng không có thủ hận gì. Nếu không có tên Lý Độc Hoạt đó thì chúng ta vẫn là huynh đệ. Ngài cho kỹ thêm hai ngày nữa, hai ngày sau sẽ trả lời ngài. Cáo tử. Thái tử, tới người cũng không mời được hắn. Chuyện này không dễ làm chút nào. Yên tâm đi, hắn sẽ trở lại thôi. Tạo ra tin đồn, nói ta với Tây Môn Ân xóa bỏ hiềm khích. Hắn sắp trở lại giúp sức cho cấm vệ quân. Người cứ tung tin chỗ mấy tên hiệu úy đó là được. Chỉ làm vừa phải thôi. Con người Lý Độc Hoạt thông minh như vậy, chỉ có làm thế mới lừa được hắn. Vâng. Ha 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 ha
tại sao lại đánh tôi? Dừng tay. Tiểu huynh đệ, võ công khá lắm. Lý Thái Y lệnh, họ ức hiếp tôi. Nhưng mẹ tôi nói, ai đánh tôi một cái, tôi phải đánh trả lại 10 cái. Bọn họ đều là vì mối quan hệ với Lý Thái Y lệnh nên không cho tôi đi lính. Cụ thể thế nào thì tôi không biết. Đỗ Trọng, võ công của ngươi cao cường như vậy, sao đến nỗi sống khổ sở thế? Tao cũng hỏi thăm rất lâu mới biết ngươi đang xin ăn ở đây. Lúc rời khỏi nhà, mẹ tôi bảo tôi làm cho tốt, cố gắng được lên ngũ trưởng sớm, nhưng không ngờ trở thành ăn mày. Tôi không dám về nhà. Tao thấy thế này đi, Đỗ Trọng, chỉ cần ngươi thành tâm thành ý theo ta, bảo đảm ngươi có thể làm quan. Có thể làm quan? Có thể làm ngũ trưởng không? Ngươi có thể làm thống lĩnh của cấm vệ quân. Được, tôi đồng ý làm việc cho ngài. Khi nào thì có thể làm quan? Chuyện này không gấp được. Vì thái tử mà bây giờ vị trí thống lĩnh cấm vệ quân đang để trống, ngươi có thể ngồi vào. Được, được. Ăn từ từ. Nhìn thấy chưa hả? Lệnh bài do quân thượng ban, sau này bảo ra ta có thể tự do ra vào hoàng cung. Nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa? Ta đi thêm vòng nữa. Quay lại, hưng đừng đắc ý. Quay lại đi, cha đang chờ đấy. Ta có lệnh bài, ta vui quá. Tên ngốc này còn nhảy múa nữa. Sư bá, Độc Hoạt, người đó được không vậy? Nhìn hắn có vẻ ngốc. Sư bá, ngốc chút cũng tốt. Tề Môn Ân quá thông minh, sợ con không đáng tin, cho nên lúc ở hành cung Hắc Sơn Hà, hắn không giết Cơ Lương. Nếu không nhờ ta tới nhà Vương Hiệu Úy làm pháp, bắt gặp hắn uống rượu chuyện trò với Trương Hiệu Úy, thì bây giờ chúng ta vẫn không biết gì. Nếu Tây Môn Ân quay trở lại cấm vệ quân thì thành người của thái tử rồi. Vậy bán hạ sẽ gặp nguy hiểm. Sư bá yên tâm, Tây Môn Ân sẽ không dựa vào ai đâu. Hắn về cấm vệ quân là muốn bồi đắp thế lực của chính hắn, chờ thời cơ. Như vậy con với Cơ Lương, ai thua ai thắng, hắn đều không bị đánh bại. Sư bá yên tâm, con sẽ nghĩ cách giải quyết hắn. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Sư bá, chuyện gì vậy? Sao lại thở dài? Dạo này có một tên lừa đảo giang hồ, hắn nói tên mình là Vô Danh Tử, tự xưng có thể cứu sống người chết, chẳng phải là lừa trẻ con hay sao? Có chuyện này nữa sao? Đúng vậy, dám tới địa bàn của ta lừa gạt, chẳng phải cướp bát cơm của ta sao? Tức chết ta. Ta đã bảo Linh Hương gọi Cẩu Bảo ra khỏi cung. Ta không tin là ta với Cẩu Bảo bắt tay đấu không lại hắn. Tiểu nhị, mời quan khách ngồi. Cho bình rượu. Được, ngài chờ một lát. Sao cha muội chưa tới? Chắc đang trên đường tới. Muội nghe nói Vô Danh Tử đó thường hay tới đây uống rượu. Trông như thế nào? Tới cái tên cũng không có, chắc mặt mũi chẳng ra gì. Người ta tên là Vô Danh Tử, muội cũng không biết mặt mũi ra làm sao, chưa từng gặp. Tiểu nhị, chỗ của ông có một kẻ lừa gạt không có tên không? Ai? Vô Danh Tử. Kẻ lừa gạt thích uống rượu, tự xưng là có thể cứu sống được người chết ấy. Đúng. Biết chứ, biết chứ, tôi rất thân với hắn. Thật sao? Vậy ông có thể cho tôi biết ông ta ở đâu? Chúng tôi tìm ông ta. Chuyện này à? Ông nói đi. Hỏi thăm một người thôi mà ông cũng đòi tiền sao? Không nói thì thôi. Đi đi. Đây, bảo ra thưởng cho ông. Ta có tiền rồi. Sao không chịu nói vậy? Mau đưa rượu, ta không làm việc cho ngươi nữa. Ta có tiền rồi. Sao không chịu nói vậy? Mau đưa rượu, ta không làm việc cho ngươi nữa. Người gì vậy? Tiền của ông cho hôm qua. Ngày mai vẫn phải làm việc cho ta. Rốt cuộc Vô Danh Tử ở đâu? Sao ông chỉ lo uống rượu vậy?
Người gì vậy chứ? Vô danh tử, cha, ta muốn đấu pháp với ngươi. Ta không rảnh đi đấu pháp với ngươi. Công phu mèo ba chân như ngươi, ta không để tâm. Thật tức chết ta rồi. Nhận một kiếm của ta. Cha, sao rồi? Cậu đánh hắn. Ta đâm chết ngươi này. Không xong rồi. Ông lão nhà tôi ngất xỉu rồi. Cậu xin các người cứu ông ấy với. Ông lão nhà tôi. Tránh ra. Biết khám bệnh không? Cậu bảo ca, thế nào rồi? Tắt thở rồi. Ông ơi. Ông lão. Này, đại thẩm, đứng dậy đi. Qua đây ngồi. Đại tẩu, bà bớt đau buồn. Để bản vu sư giúp bà làm pháp siêu độ. Đúng đấy, phu quân của bà vất vả cực khổ cả đời, lúc ra đi cũng được nhẹ nhàng. Đại thẩm, thẩm yên tâm, cha tôi giúp ông ấy siêu độ. Đây. Ông lão ơi. Đại thẩm, dừng tay lại. Ông làm gì vậy? Còn đánh nữa. Hai đứa canh trưởng hắn, ta đi báo quan. Ngược đãi thi thể. Thiên linh linh, địa linh linh, chính thần quy vị, tà quỷ tốc khứ, cấp cấp như luật lệnh. Thiên linh linh, đó là bài khấn của cha tôi, xong lại cướp mất. Nếu người mà không hiển linh, ta cũng hết sức lực rồi. Là đây. Nhanh lên. Ở đây, chính là ở đây. Có chuyện gì, người đâu? Trong đó có kẻ ngược đãi thi thể. Đinh Hương, làm gì vậy? Có chuyện đó nữa sao? Chả làm con hết hồn luôn. Không phải chứ, người nói đâu? Là... Hiểu lầm. Người có biết là tùy tiện báo quan sẽ bị phạt trượng không? Cha. Hai vị đại ca, cha tôi hai hôm nay đầu óc có vấn đề, bị quỷ nhập thân, nói năng bậy bạ, còn cắn người. Cha, mau vào xem đi, ông ấy tỉnh rồi, đi. Đúng là tốt quá rồi. Thần y à, đúng là thái thượng lão quân hạ phàm, cảm ơn ngài thần y. Chiêu mà hồi nãy ông sử dụng, dạy cho tôi đi. Đi. Trị bệnh cho lão già này, làm ta đổ đầy mồ hôi. Có rượu ngon không? Có. Tôi sẽ đi lấy cho ngài ngay. Làm gì vậy? Các ngươi làm gì vậy? Thần y, tôi xin khiêm tốn thỉnh giáo ông. Ông dạy chiêu hồi nãy lại cho tôi. Như vậy tôi có thể chữa trị cho nhiều người hơn. Ngươi nhìn dạng ngốc nghếch đầu hươu mắt chuột của ngươi đi. Có dạy ngươi cũng không hiểu. Ông đừng đi gấp mà. Thần y, tiểu tử khốn kiếp này, ngươi tới để giúp ta trả thù, ai bảo ngươi xin theo học hắn chứ? Y thuật của người ta đúng là rất giỏi mà. Giỏi cái gì mà giỏi, mấy trò vặt vãnh, lừa ăn lừa uống, ta cũng làm được. Ngươi thì biết gì? Đừng đi gấp mà, vô danh tử, có biết bảo gia ta là ai không? Ta là người được quân thượng ân sủng, là sư đệ của thái y lệnh, là em rể của thái tử. Bảo gia, ta đi ngang qua đây, hai hôm nữa sẽ đi, không cần cậu bảo vệ. Cảm ơn nhé. Ông đừng đi vội mà, có đúng không? Ông dạy cho bảo gia vài chiêu đi, vài chiêu thôi. Còn thể thống gì nữa? Tiểu muội tử, dạy vài chiêu thôi, ta tuổi tác đã cao, chiêu này vô dụng thôi. Buông tay ra. Đứng lại. Rốt cuộc ông có dậy không? Ông có tin là tôi sẽ... Sàm sỡ này. Đinh Hương. Chuyện gì vậy? Làm gì vậy? Tiểu muội tử, cô không thể lôi lôi kéo kéo vậy. Tôi đáng tuổi gia gia của cô đấy. Tôi có lôi kéo gì ông đâu chứ? Ông nói cái gì vậy? Còn non lắm. Thật tỉnh. Người gì lạ vậy? Tôi lôi kéo ông hồi nào chứ? Ông nói gì thế? Hai đứa này, mới đó mà đã chạy mất dạng rồi. Đúng là vô lương tâm. Đứng lại.
Người chạy à? Chạy đi. Ta cho người chạy này. Người chạy đi đâu? Chạy này. Ta cho người chạy. Chạy đi. Chạy đi. Tiểu tử thối. Chạy đi. Tiểu tử thối. Dám trộm tiền của căn gia. Không muốn sống nữa à? Tới đây. Tiền của ta đâu? Đại gia, tôi trộm có mấy đồng mà ông lấy mạng của tôi sao? Đưa đây, trả cho ta. Tiểu tử thối. Đi, đi gặp quan. Tôi không đi. Đi, đi gặp quan. Tôi không đi. Tây Môn Ân. Đà tạ năm vị huynh đệ lần trước đã cùng ta tạo binh biến. Tây Môn Ân ta cảm kích vô. Có điều lần đó chúng ta là vì người khác. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta nên nghĩ nhiều cho bản thân mình. Ý của đại ca là quay lại cấm vệ quân. Đúng. Nhưng cấm vệ quân chúng ta tuyệt đối không thể trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh đấu giữa Lý Độc Hoạt và Cơ Lương. Nếu vạn bất đắc dĩ, thậm chí chúng ta có thể giết Lý Độc Hoạt và Cơ Lương. Bên ngoài có người. Đứng lại. Đứng lại. Không nhìn thấy. 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 Sao lại đánh tôi? Cát Vu Sư, sao lại là ông? Dĩ nhiên là tôi rồi, còn theo dõi ta. Không, không có đâu. Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Các ngài đang nghị sự, vậy tôi không làm ảnh hưởng đến các ngài nữa. Tạm biệt. Tạm biệt. Bắt lại. Đừng giả chết nữa, mau ra ngoài. Sao ngươi biết là ta giả chết? Mau ra ngoài đi. Được. Ta đang ở đâu đây? Không phải bên này, là bên này. Rốt cuộc ngươi là ai? Lý Thái Y lệnh nói rồi, chỉ có lấy thủ cấp của Tây Môn Ân, những người khác mới được sống yên. Lý Độc Hoạt ư? Đại ca yên tâm, võ công bọn chúng tầm thường, chúng ta sẽ mở ra con đường máu. Giết!
Đại ca, chạy bên này. Đi. Xem ra hai người này đoạn trở mặt với nhau rồi. Tên ăn mày đó xử lý thế nào rồi? Tôi cho đem vứt xuống sông Hộ Thành rồi. Làm tốt lắm. Đúng rồi, Thái tử, làm sao người biết được chuyện của Tây Môn Ân hôm nay vậy? Chuyện này ta tự có cách. Lui ra đi. Dạ. Lâu quá không giãn gân cốt. Tây Môn tướng quân, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Ta vai đau lưng mỏi, ngươi mau xoa bóp đi. Vẫn là tay nghề của ngươi giỏi. Sao lại vai đau lưng mỏi vậy? Đều là những chuyện phiền lòng, đừng nhắc thì hơn. Đúng rồi, bọn họ làm sao mà... Bắt đầu từ ngày mai, ngươi không cần tới nữa. Nhưng nô tỳ đã nhận tiền của tướng quân, cứ cách 3 ngày tới một lần. Nhưng cái gì mà nhưng? Ngươi xem lời ta nói như gió thoảng bên tai à? Cút. Cút đi. Tây Môn Ân, quả nhân cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu sau này còn dám lơ là chức trách, đừng trách quả nhân lấy mạng của ngươi thật. Tạ ơn quân thượng. Bãi triều. Quân thượng vạn thọ vô cương. Chúc mừng Tây Môn tướng quân. Chúc mừng ta cái gì? Suýt chút nữa bị ngươi giết chết rồi. Ngài nói nghe lạ thật. Có phải trong tình huống bất đắc dĩ có thể giết chết ta? Đúng, đúng, đúng. Tốt. Lý Đầu Hoạt bái kiến Tư Đồ đại nhân. Lý Thái Y lệnh tới rồi. Hai người lui ra đi. Nào, Thái Y lệnh, mau ngồi đi. Cậu xem, ta sắp không xong rồi. Tư Đồ đại nhân, sau này đừng uống rượu quá độ nữa. Thái y lệnh, chuyện của Tây Môn Ân ta biết rồi. Hắn đã hài lòng với chúng ta. Chúng ta diệt khẩu đi. Hai người lui ra đi. Dạ. Chuyện này tôi đã lên kế hoạch rồi. Là vào lúc nào? Ngày 9 tháng 3, Tây Môn Ân thường trực suốt đêm, đến trưa đổi gác. Chọn vào thời điểm đó rất tốt, nhân lúc hắn đang mệt mỏi nhất. Đây là thời gian mà cậu chọn. Cậu cũng thật gian xảo, cũng không dễ phát hiện. Địa điểm chọn xong chưa? Chọn xong rồi. Là ở cung mỹ nhân. Được. Ở trong cung. Người đông phức tạp. Phải ai đi đây? Tôi sẽ đích thân ra tay. Tốt quá rồi. Lần này Lý Độc Hoạt không thoát được đâu. Tự mình tới nộp mạng. Vốn dĩ ta chỉ muốn ly gián hai người. Thật không ngờ có thu hoạch bất ngờ. Đây là cơ hội ngàn năm có một để đánh đổ được Lý Độc Hoạt. Đúng là ông trời giúp ta. Nhưng chúng ta không biết Lý Độc Hoạt làm sao diệt trừ Tây Môn Ân. Ta có cách rồi.
Tới ngày 9 tháng 3 đó, ta sẽ sai người bí mật đột nhập cung mỹ nhân. Chỉ cần Lý vừa ra tay, chúng ta lập tức bắt hắn ngay tại chỗ. Mưu sát hiệu úy, cấm vệ quân, có thể tiền trạm hậu tấu. Thái tử anh minh. Nếu có một nội ứng, chuyện sẽ càng dễ làm hơn. Nội ứng trong nhân. Cậu Bảo đã về cung chưa? Tôi đi tìm hắn. Trời giúp ta rồi. Món này ngon này, thử đi. Muội gắp cho huynh. Này, cậu Bảo ca. Đó không phải vô danh tử sao? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Không ngờ ông sống ở đây. Các người theo dõi ta. Buồn cười. Bọn tôi theo dõi ông làm gì? Hạ lớn như vậy, gặp được nhau là duyên phận. Không thấy bọn tôi đang ăn cơm sao? Làm gì? Hạ lớn như vậy, gặp được nhau là duyên phận. Không thấy bọn tôi đang ăn cơm sao? Ông có dám đấu y thuật với tôi không? Tôi cho ông biết nhé. Cầu Bảo của tôi là danh y nước Trịnh. Đừng nói với tôi là ông không dám nhé. Chiêu khích tướng hả? Ta không mắc mưu đâu. Vậy ông nói đi, rốt cuộc phải thế nào ông mới chịu dạy tôi? Ê, thế này đi, ngươi xuống núi gánh nước, trước khi trời tối đổ cho đầy lu nước này thì ta sẽ dạy ngươi. Vậy dễ thôi. Khoan đã, ta không nói dùng thùng nước. Gì chứ? Không dùng thùng đựng nước thì làm sao đổ đầy lu nước được? Dùng cái này. Phải, làm sao mà lấy nước được? Sao lại không được? Người ngâm nó xuống nước, sau đó vắt vào trong lu. Từ chỗ này tới bờ sông tới 10 dặm đường. Trời nắng to như vậy, bọn tôi đi về đến đây thì miếng vải đã khô rồi. Làm sao lấy nước được? Ông trêu chọc người ta à? Tôi đi. Không ép buộc nhá, cầu Bảo ca. Nhanh lên, nhanh lên. Hết rồi à? Người nào lòng khô héo, người nào trơ mắt nhìn. Mệt lắm à? Mệt lắm à? Tiểu huynh đệ, thể lực không được rồi. Khoan đã, người đã làm cả ngày cũng không bằng bãi nước tiểu của ta, cho nên mời về đi. Ông ăn nói kiểu gì vậy? Ông thật đáng ghét. Mở cửa cho tôi. Cậu Bảo ca, tức chết được. Mình làm gì vậy? Ta đã quyết định rồi. Hôm nay nếu ông không dạy tôi, tôi sẽ quỳ ngoài cửa không đứng. Cậu Bảo ca, việc gì phải vậy chứ? Không được. Không có chuyện gì là cậu Bảo không làm được. Ta dùng sự chân thành cảm động ông ta. Muội về đi, kệ ta, tự tìm chỗ ở trước đi. Mình nghĩ ra cách khác đi cậu Bảo ca. Xe tới núi tất có đường mà. Đúng rồi, thuyền tới đầu cầu tự thẳng mà. Cậu Bảo ca, đừng quỳ nữa, lát nữa đầu gối đấy. Cậu Bảo ca, huynh đừng như vậy. Được, muội đi, muội đi, muội về lấy đồ ăn cho huynh.
Chàng trai, đứng dậy đi. Ông đồng ý dạy tôi rồi à? Đừng hiểu lầm. Ngươi muốn quỳ, ta không cản đâu. Nhưng ngươi đừng có quỳ trước cửa nhà ta. Nghe mùi trên người ngươi, thảo nào hôm nay không thấy muỗi. Kẹo hồ lô đây. Kẹo hồ lô vừa ngọt vừa ngon đây. Bồ danh tử, cuối cùng ông tới rồi. Ông chủ, lấy cho một hũ rượu. Nợ trước nhá. Không cần đâu. Vị khách ở bên cạnh đã đưa trước 1 năm tiền rượu cho ông rồi. Trả lại cho họ. Tự, tự mình trả tiền. Mất công người khác nói này nói nọ. Oai thật đấy. Đúng rồi, loại rượu ngon lần trước ở đây có còn không vậy? Vô danh tử, rượu tới rồi. Cậu ta tối hôm qua cả đêm gọi tôi dậy để hỏi thăm ông uống loại rượu nào. Ông uống loại rượu nào? Cầu bảo ca, vất vả cho huynh quá. Đây là cầu bảo ca của tôi, vất vả cả đêm mua về cho ông đấy. Ông xem, mặt huynh ấy gầy đi rồi, cả đêm không ngủ. Đây đây. Vất vả rồi, không vất vả, không vất vả. Chỉ cần ông thích uống, bảo tôi làm gì cũng được. Đúng đấy, người cố chấp như vậy, rõ ràng là một chú lửa con, mà muốn học người ta làm ngựa thiên lý. Ông đừng mắng người, sẵn tiện mắng mình luôn rồi còn gì, có đúng không? Chú lửa con, cho ngươi một cơ hội. Người nào có thể đâm cây kim vào huyệt bách hội của đối phương trước, người đó sẽ thắng. Được, vậy nếu tôi thắng, ông sẽ dạy tôi chứ? Nếu người thua, ngươi phải cút ngay cho ta. Được, tôi thích nhất là kiểu đấu trí, đấu dũng này. Được, tới đi, huynh cố lên nhé. Cậu bảo ca, cố lên lên, cố lên. Tiểu tử thối, buông tay. Buông tay, ông buông tay. Người buông trước, cùng nhau buông. 1, 2, 3. Nói là đâm vào huyệt bách hội, xong lại đâm vào mông. Tuổi cao vậy rồi mới chơi không đàng hoàng. Cũng giỏi nhảy thật đấy. Tiểu tử thối, người đúng là hợp với cái tên thối cẩu bảo. Còn cắn người nữa. Ai bảo ông đâm mông tôi, lần này tôi trả thù đấy. Ai lấy mất hũ rượu rồi kìa. Ông buông tay ra. Người buông tay ra. Ông buông tay trước. Người buông trước. Ông buông tay ra. Hai người đứng dậy hết đi. Bên kia bao nhiêu người nhìn kìa. Ông già rồi, sao không có lòng tự trọng vậy? Nhanh lên, buông tay ra. Thần y, cứu mạng đi. Ông lão nhà tôi lại bất tỉnh nữa rồi. Ông ấy đang gánh nước bình thường, chớp mắt đã thấy như vậy rồi. Ông già, tôi mời thần y về chữa cho ông rồi. Thần y tới rồi. Lục phủ ngũ tạng của ông ta đều không tốt, sau này không được làm việc nặng nữa, bà nghe chưa? Ngài cứu ông ấy đi, xin cứu ông lão nhà tôi.
ngài mau cứu ông ấy đi. Đại thẩm, thẩm yên tâm, bệnh của ông lão nhà thẩm nhất định sẽ chữa khỏi mà. Mau vào nhà nghỉ ngơi đi, nhất định phải cứu sống ông ấy nhé. Cánh tay đau quá. Già rồi, vô dụng rồi. Tớ người giúp đỡ cũng không có. Có. Ở đây, tôi giúp cho. Nào nào, ông ngồi đó nghỉ đi. Mấy việc nặng nhọc này để tôi làm cho. Ấn chỗ này, đây là phổi. Tần suất giống như uống rượu vậy. Không thừa một hớp, không thiếu một hớp. Được. Ta không định dạy cho ngươi đâu. Đây là ngươi tự tới giúp đỡ. Đúng đúng đúng. Đúng. Ấn vào phổi, lưu thông khí, bảo vệ công năng của lục phủ ngũ tạng. Trong vòng một tuần nhang. Được thì được. Nếu không được thì hết thuốc cứu rồi. Thở được rồi. Châm kim. Huyệt song đầu duy. Huyệt tứ bạch. Huyệt ế phong. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Anh Hương. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Ông ơi, ông sống lại rồi sao? Tỉnh rồi. Cô danh tử, ông lợi hại thật đấy. Thần y, thần y. Chú lửa con này thông minh hơn ta. Nói qua là biết. Đúng đúng đúng. Xin đa tạ vô danh tử đã chỉ dạy. Được rồi được rồi. Ta đưa ngươi tới một nơi này. Tốt quá. Trời ơi. Cậu bảo ca, đây đúng là kỳ tích mà. Y thuật của ta đều là học được từ đây. Hy vọng ngươi phát huy nó rộng rãi. Vô danh tử, ông tốt với tôi quá. Cảm ơn vô danh tử, ngươi vốn có tài thái. Vô danh tử, ông tốt với tôi quá. Cảm ơn vô danh tử, ngươi vốn có tài thiên phú để học y. Để cho ngươi, ta yên tâm rồi. Những thứ trên này là triều đại nào, đời nào, tiên nhân nào khác vậy? Đúng đấy, hay là ngươi hỏi ông ta đi. Các vị thần tiên, cậu bảo xin khấu đầu trước các vị. Xin khấu đầu trước các vị. Đa tạ. Đa tạ. Đa tạ. Đa tạ. Đa tạ. Đa tạ. Vô danh tử. Ở đâu? Đâu rồi? Vô danh tử. Sao đột nhiên không thấy nữa? Cậu bảo ca, có khi nào ông ấy là... Vô danh tử không hại chúng ta đâu. Này, tranh thủ chép cái này lại, rồi chúng ta về. Được.